Hello Chiều, I'm glad to see you again. Chào các em học sinh thân mến, cô rất vui khi gặp lại các em. Today we will study Unit 11. What do you eat? Session B at the canteen. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bài số 11, phần B at the canteen, tại canteen. At school, where do you buy food and drink? At the canteen. That's right. Today we will reveal some things about the canteen has. There are some food and drink at the canteen. Ở trường các em thường mua thức ăn và thức uống ở đâu nè? Có phải ở canteen trường không? Vậy hôm nay các em sẽ ôn lại một số thức ăn và thức uống đã học ở bài trước nha. B1. Do you remember this? Write the letter of each picture and the word in your exercise book. Now, look at the pictures. Các em nhìn kỹ những bức tranh này nha. Các em có còn nhớ những thức ăn và đồ uống này không? Nhớ sau đó các em viết mẫu tự của mỗi hình và từ vào tập nhé. Chúng ta sẽ có khoảng 2 phút để viết những từ này nha. Let's begin. 2 phút bắt đầu. Và đây sẽ là đáp án. Cho em xem nào. Rice. Noodles. Beef. Chicken. Fish. Vegetables. Oranges, bananas, orange juice, milk, sugar, water. Giờ thì các em so sánh xem đáp án của mình có giống ở trên đây không. Nếu đúng hết, các em đã làm bài rất tốt và đã thuộc bài kỹ. Cô khen các em nha. Now continue B4. Listen. Thì chúng ta học tiếp phần B4. Nghe. Now, look at the picture in exercise B1.
Number the pictures at New Year. Em sẽ nhìn kỹ vào những bức tranh trên này. Giờ thì các em ghi số thứ tự, thức ăn và thức uống mà em sẽ nghe được ở trong máy nhé. Nào, let's listen. Chúng ta có 2 phút để làm phần này nhé. 4. Listen. Look at the pictures in exercise B1. Number the pictures as you hear. Fish. Noodles. Orange juice. Beef. Vegetables. Milk. Bananas. Water. Now, listen again. 4. Listen. Look at the pictures in exercise B1. Number the pictures as you hear. Fish. Noodles. Orange juice. Beef. Vegetables. Milk. Bananas. Water. Bây giờ các em sẽ xem phần đáp án nhé. Number 1. B. 2. D. 3. I. 4. C. 5. F. 6. G. 7. H. A. L. Các em hãy sửa bài nếu có sai nhé. Và viết vào vở cho đầy đủ bài. Tiếp theo là phần B3. Ask and answer. Giờ thì các em sẽ hỏi và trả lời theo mẫu câu sau. What could you like for breakfast, lunch, dinner? Bạn muốn dùng gì cho bữa ăn trưa, sáng, tối? Câu trả lời: I like. Tôi muốn. Trước khi luyện tập, các em xem câu ví dụ ở dưới đây nha. What could you like for breakfast? I'd like noodles and some milk. What would you like for lunch? I'd like some rice, some meat and vegetables. What would you like for dinner? I'd like some rice, fish, fruit, and water. Sau khi học các cấu trúc với các từ vựng mà mình đã được học về thức ăn và thức uống trong các bài học, thì các em ở nhà nhớ thực hành với các thành viên trong gia đình mình nhiều lần nhé, để có một cái sức khỏe tốt. Thì chúng ta phải giữ gìn thân thể sạch sẽ, ăn ngủ đúng giờ, ăn uống đầy đủ chất trong một bữa ăn, và đừng quên tập thể dục nha. Bài học đến đây đã kết thúc và cô sẽ dặn dò các em một số việc sau. Nhớ thuộc lòng những cái từ vựng ở trong bài B1, 4 và 3. Chuẩn bị phần từ vựng trong bài B2 và B5 của bài 11 này nhé. Thank you for listening. Cô rất cảm ơn sự chú ý nghe của các em. Mến chào các em. Goodbye. See you later.